Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun. Anh em ơi, tôi có một câu đố dành cho anh em đây. Trò chơi tuổi thơ nào hay nhất? Đấy, anh em có 3 giây để trả lời nha. 3, 2, 1, còn mình nghe phía bên dưới nha. Okay. Theo tôi, đó chính là trò trốn tìm anh em ạ. Đây là ngày hôm nay, tôi sẽ rủ team với Quân Thành để chơi trò trốn tìm. Nhưng mà đặc biệt hơn một cái, cái trò chơi trốn tìm này chúng ta có thể trở thành những chú mèo con và bỏ trốn khỏi người bố độc ác anh nhá. Rồi, anh em nào tò mò xem team của chúng tôi chơi vui như thế nào thì hãy tiếp tục có video này nhá. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like và đăng ký kênh, và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Mèo con hôm nay không muốn đi học, rất lòng vòng ở trong phòng. Rồi anh em ơi, ngày hôm nay team B Quy Thành chúng mình sẽ trở thành những chú mèo con và sẽ trốn mẹ để đi chơi nha. Đây, tôi thấy có mèo mèo beo này, mèo ốc cu tê này, mèo huy lơ, mèo bơ 6868, mèo B Quy Thành này. Đấy, tất cả những chú mèo con trong team B Quy Thành ở đây rồi. Đâu phải đâu, Bun ơi, trốn chủ nhà đi chơi, tí ông chủ nhà sẽ đi tìm mình bắt bỏ vào lồng, bắt mang về luôn. Tìm ra bỏ phiếu xem cái phòng nào đây. Bỏ phiếu mất 10 xu á thì chẳng bỏ phiếu đâu. Mất 10 xu lận. Em có 30 xu nhỉ? Nhưng mà có một bạn bỏ phiếu ở đây rồi. Rồi bây giờ Ram đã xem ai là chủ của những chú mèo này đây. Ôi chị Bơ. Bơ rồi các bạn ơi. Bơ sẽ đi bắt những con mèo bé nhỏ trong team bên này. Trốn đi các em mèo trốn của đi. Tôi mèo 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 mèo. Không nhá, nhưng mà có một bạn mèo hồng này đội vòng hoa xinh quá. Cái đấy mua ở đâu ấy để chị mua? Chị phải xinh nhất cái map này. Chị có đủ 100 xu là chị mở được quả trứng. Ok, chị đi nhặt xu đây. Rồi con mèo bắt đầu cuộc hành trình rồi. Kìa. Thời gian bắt đầu rồi các bạn ơi. Ủa, chủ này cũng là con mèo luôn các bạn ơi, nhưng mà là mèo bố. Ôi giời ơi. Ừ, đúng rồi, chủ là mèo luôn. Đấy, ta có thể quan sát được đấy. Để xem chị Bơ, bắt được ai không. Ui, đồng xu lên to gấp 3 lần lên. Chúng ta đồng xu được nhiều xu lắm. Ui, chị Bơ phải rộng thực sự luôn. Thôi, hỏng rồi, Ai đây ạ? Ai chứ em là em chứ ai chị Bơ ơi, tôi ta cho em được không? À, không thể... tha được. Chưa rồi, mình chỉ bơ vơi rồi. Bơ đợt mê rồi các bạn ơi. Kìa rồi, mình nhìn thấy rồi. Cứu đi, một người đã cứu ở kia đi. Em đang đây, mình đây, 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 đây. Đứng lại, để chị ông ra cứu nha. Em mi. Cái đó đi. Em mi, cứu em với em ở trong tuồng này. Đây, 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 đây. Bắt thêm vào lòng rồi. Em mi. Mình cũng bị bắt các bạn ạ. Rồi chạy đi mèo ơi, đừng để chị em không bơ cứu bán. Được rồi luôn, thời gian chỉ còn một ít luôn. Mà mình càng di chuyển là mình mất càng nhiều máu. Anh Thành ơi, cứu em ở dưới lê lê. Này, cứu tôi với em. Này, cứu này. Rồi luôn. Mình bị nhốt bỏ chuồng luôn, mình trở thành những cái chú mèo kho tương rồi. Đứng yên. Cây tôi nhờ. Còn sao chị Bơ cao? Chết lại rồi. Đây là ai? Đây là Huy Lơ. Anh ơi, cứu trước bạn Bơ luôn. Em lại bị chết rồi. Trời ơi, cái bọn này anh cứu trước bạn rồi. Chị ông lại cứu được Huy Lơ kìa. Đấy, chị cứu ơi. Mọi người được cứu hết rồi. Chạy ra. Yeah, cứu tiếp. Mọi người được giải cứu tiếp đấy. Cứu đây, còn đứng được ai? Con vẫn còn. Ôi, mọi người cứu nhanh, như hai ba người cứu một lúc nó sẽ nhanh hơn. Đó rồi. Đi cứu lại còn cứu đồng đội nhau là này. Để xem chị biến thành con mèo gì đã. Trời ơi. Chị biến thành mèo trắng marshmallow. Bơ vẫn đang đi tìm nhưng Bơ chưa thấy cái gì. Đấy, trước mặt Bơ đi thẳng. Trước mặt là sau cái hộp. Trong cái hộp. Bên trái, bên trái. Đấy, đúng rồi. Trước mặt. Bên phải đúng không? Đấy. Chốt rồi. Chốt rồi. Rồi. Không chạy ra được ở đây. Tiếp tục cái phòng em vừa đi.
Đấy đi thẳng đúng rồi. Đây đây rồi. Đấy, con mèo đang nhảy kìa. Đấy trong cái nhà đấy, trong cái nhà đấy, con mèo hồng. Rồi luôn hết thời gian luôn. Khóc rồi. Mèo 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 nhìn này, chị biến thành mèo trắng rồi. Đâu? Oh, wow, wow, một con mèo trắng tinh khôi. Ơi, mèo trắng mắt màu xanh ha. Mèo trắng tinh khôi ngửi thấy hôi hôi. What? Anh ơi thì anh lựa chọn cái chết. Rồi mình không có 100 xu để mình mở luôn mà. À có 50 xu mua cái gì đây? Ôi giời, chỗ đây luôn. Rồi tí em sẽ trở thành chú mèo cho em đi bắt hết mọi người. Đáng. Trốn kỹ thế này thì bắt sao được. Chú mèo hay là chú của mèo? Nên anh cứu cho bạn bơ mà anh cứ trốn xong cái lòng anh cứu luôn ấy. Nhưng mọi người chạy kiểu gì vẫn lại bị bắt lại. Chán thật. Rồi bỏ phiếu trong kho. Còn bị bớ 3 người liên tiếp luôn đấy chứ. Chịu luôn đấy, anh cứu một loạt 4-5 lần mà. Sao? Mình đã vớt ở phòng thí nghiệm rồi. Được rồi, để xem ai sẽ là mèo chủ đây. Yes! Đấy ơi! Ôi xong rồi. Tí buồn nó bắt thì em bỏ vào lồng đấy. Cái em còn hơn là anh, còn hơn anh là con mèo chủ. Một đàn mèo con đang chạy lon ton, không mình không ra mình bắt được luôn nhỉ. Chú thật xa mà. Anh em thấy mình ngầu không? Đeo quả kính râm, thêm bộ râu ria lồm xồm. Rồi, chuẩn bị được ra rồi. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Ô, con mèo này có thể nhảy cao nha. Ờ đúng rồi, con mèo chủ đấy nó nhảy cao á, nó bật cao lắm. Mình cũng được nhảy cao chứ. Mèo con cũng được nhảy cao chứ ạ. Mỗi một game ấy thì nó sẽ cho cả hai mỗi chia ra nào. Chia ra chia xa xa nhau ra là tí nó cứ bắt đứa này cứu đứa kia. Đâu rồi? À thấy ngay trước mặt một con mèo này, con mèo gì đây? Không biết tên là gì cứ bắt cái đã. Ôi nhảy cao đấy. Nhảy một phát lên mà mèo trắng bị con mặt rồi. Mèo trắng nhảy lên nào. Mèo trắng nhảy lên à, bắt được một thằng nào đó, em lấy cam ở đây không cho nó cứu. Nào chạy đi. Thì em hết giờ đấy, em cam em hết giờ đấy Bun ạ. Đây, em cứ đi bắt đi. Hai ba con mèo này định ra cứu nhau, xong định rồi, ra cứu chạy nhau. Được cái bàn này. Ơi như em chưa bắt được team mình ai cả. Có bắt được tôi đây bạn ơi. Mèo trắng ốc TV đây này, leo 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 leo. Đâu đâu đâu, đây tiếp tục là một chú mèo đây, chúng nó định ra cứu nhau hả? Cứu nhau đi, cứu nhau đi. Bốn con mèo đã bị em bắt. À đây nữa. Mày hả bứ trời ơi. Ô Wheeler à? Ai thế sao cứu không cứu đồng đội đi, cứu bạn bè này là dở rồi. Rồi. Giải cứu. Giải cứu á? Đâu. Wheeler là con mèo nào đấy? Wheeler là con mèo ở đây này. Đang đi xíu ra xíu xít rồi. Thề đang vừa cứu còn đúng một chấm nữa là giải cứu xong rồi. Cày thật. Ôi giời ơi. Mỹ nhân cứu anh hùng à. Hỏng hết rồi. Cứu tôi. Đâu ai cứu đâu, đợi hết giờ. Cứu chị ốc đi. Đợi hết giờ đi á. Bê Quỳnh Thành thật sự luôn đấy. Em thấy chị Bơ mà cứu được ai thì phải. Đúng rồi, Bơ mà cứu được ai ấy. Mình đã hy sinh. Detention. Ảo thế mẹ, sao chị Bơ cứu được người mà mình không biết ta, mình cam ở đấy thôi mà. Tuổi gì em ơi. Ôi mọi người chạy xa vào, Trần Đức Bun đang tới đây. Đâu rồi, anh em đâu tất rồi, trốn kỹ thế. Lò cái mặt ra để em đỡ cái em nào. Ok, tôi sẽ chơi này nó giọng ta. Đây ơi, thấy một con mèo đang nhảy tung tăng ở đây à. Để chị phím cho Bun nhá. Bun ơi, anh Thành đang đứng cho cái loa ấy, nhưng mà loa màu tím này. Này thì sao mà bắt anh Thành đứng cho cái loa màu tím ấy hả? Phòng bên trái nhiều lắm Bun ạ, phòng bên trái cực nhiều luôn. Trước mặt đi vào rẽ phải có một con mèo trốn cái thùng nắp. Cái thùng nắp nâu có một chỗ ở đấy. Ôi nhưng mà hết rồi, có một anh Thành sống mà hai bạn đứng nữa. Mấy À, mình mở mọi tiếng. Người đừng vội cứu, mọi người câu thời gian đi. Người đi tìm có thời gian mà. Đúng rồi, trong thời gian đó em sẽ mở quả trứng này. Ui, em trở thành một con mèo hổ văn. Ui. Đâu rồi, con mèo hổ văn đâu rồi? Đâu, mặc nó vào xem nào. Không thấy lo ở đâu nhỉ? Cái chỗ màu tím góc phải màn hình ấy. Em đúng trở rồi, thành trên mèo hổ đấy. Văn. Hello. Em trở thành con báo rồi. Buồn nhìn ngầu nhỉ? Không phải hổ đâu, chỉ thấy như kiểu con báo nhỉ? Con báo mà. Bùn đá các bạn, con báo của con hổ. Bùn bị thủy đậu đó. Quá lô, thứ mắc gì mà người ta bị thủy đậu. Không liên quan gì luôn á. Rồi chúng ta sẽ đây có phòng đậu thí nghiệm. Ê, mình làm một con mèo một anh.
Dạ sợ kìa. Ôi chị ông, tôi chạy rồi. Giật hết cả mình các bạn ạ. À. Lại trốn. Nữa hả? Nữa. Trốn. Chạy thôi. Ôi giời ơi, mình ghét nhất là người đi tìm các bạn ạ. À. Ngày xưa mình chơi trò chơi mình ghét nhất cái kiểu này luôn á. Thi thoảng là những cái con mèo sẽ bị tiết lộ nên là các em phải trốn, thấy mình bị lộ vị trí cái là phải chuồn luôn. Anh bấm nếu mà làm mèo chủ là bấm Q cái là nó sẽ hiện ra những cái con mèo kia. Giật mình ra tưởng là cái đứa kia thế nào lại là ốc à? Rồi, chúng ta đang ở một cái phòng thí nghiệm, ở trong này nuôi cả rắn, nuôi cả dết luôn mà. Bãi trưởng, có khỏi chuột bạch. À được rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, mình phải đi tìm thôi. Mọi em thăm minh làm tất, mọi người tất trên tầng 2 chị ơi. Hả? Này vu đây. Mặc dù chị em là đi. Con mèo nhưng mà em vẫn thăm minh. Từ khi buôn mặc cái báo vào là bây giờ buôn báo thật luôn rồi. Rồi luôn, ai bị bắt kia chị Bơ hả? Chị, trời ơi, chị đang mải ăn su. Ăn su nữa. Bắt luôn. Em đang định ra cứu. Help me. Đang định đi cứu vừa đó chứ. Đây cái con mèo kia tôi đi tao không mày. Chị cứ đi ấy rồi, chị chẳng cam đâu. Đây con này đứng im mà, chị đứng im bắt luôn. Con nào đứng im, con trâu trâu ở đứng im này. Rồi đến luôn. Cứu nghèo bắt luôn bắt. Tính ra là mình bắt rất là nhiều luôn ấy. Nhưng mà tại vì mình cũng chẳng cam đâu. Mình chơi cho nó gọi là lấy số lượng các bạn ạ. Không cam thế kia sao cứu. Được chứ sao. Thời gian con game này nó lột nhanh quá. Em vừa bị bắt cái em hẹo luôn rồi. Này cho con này đi. Con này đi cái gì mà đi. Đi đâu là con sâu rồi. Giời ơi, lại còn đi ra đi vào mấy cái con mèo này nữa. Đây cứu nhau này, cứu nhau hello cái gì. Yêu bắt vào lại ba con một lúc luôn mà. Đứng hết ở đấy cứu luôn. Cứu đi, cứu đứa nào cứu. Đứa nào cứu đến đây, trò luôn vào lồng. Cứu đầu kia đi. Cứu đầu này. Chia ra hai đầu ra. Con này đầu này thì cứu này rình ở đây cứu à. Trời ơi. Thôi chạy thôi, sống rồi. Chiêu ơi, cứu kìa. Đâu? Đấy, đang cứu. Ở phía trước mặt chị. Rồi, cứu xong luôn mà. Vừa cứu, cứu này, cứu xong. Này, đứng im. Chạy siêu nhanh cứu luôn. Cứu xong chị, ốc chị. Này, cứu này. Rồi, hết luôn. Chưa? Chỉ còn cảm một con mèo nữa ở trước mặt chị. Ở trước mặt, cái phòng trước mặt chị ấy. Vào luôn. Ra. Con mèo hồng để phòng hoa này. Đâu còn đứa nào đâu, còn 40 giây nữa này. Đấy, cho nói lời sau cùng đi. Ở ngay cái cửa con mèo này chị ơi. Con mèo này là con mèo nào đây ta, không biết tên con này. Nó không có tên đâu. Phía trước mặt chị ấy còn một con mèo đấy thôi. Còn đây. Còn hai ba con đang ở với anh đây này. Ma con. Ôi còn một con đang ở với anh Thành mà. Bây giờ còn anh Thành với một con nữa. Ô chị ấn còi rồi nhưng mà chị không nhìn thấy gì các bạn. Ở dưới tầng đi ạ, chỗ này màu sắc hơi lẻ loẹt. Anh xấu rồi. Còn có 10 giây nữa. Anh ở dưới tầng hầm ốc cứ tìm tầng 2 xong thấy. Đây rồi. Thấy rồi nhưng mà còn 5 giây không biết có kịp không đây. Khả năng là không kịp rồi. Không rồi chị nhìn thấy rồi, không kịp đâu. Rồi luôn. Sợ chứng tỏ chị bắt hơi bị xịn đấy nhá, còn có 2 người thôi. Được rồi, để xem quả lại ai sẽ là quái vật đây. Anh được bạn kia cứu và chạy luôn. Chính là cái trò này mình loop thì cũng chả bị bắt đâu. Mình ra mình nghịch mới bị bắt không. Thôi. Quá chuẩn luôn. Bắt cái đoạn cứu là nếu mà đuổi thì dễ được cứu. Chị lại mở trứng nữa cho chị một cái skin. Lại vẫn skin đấy. Phí tiền. Phí hết cả tiền. Ô, tại sao trong cái quả trứng của em không có skin màu trắng ấy nhỉ? Thế nhưng mà em mở quả trứng bao nhiêu tiền ấy? Chị mở cái 100 xu thôi. Đây rồi. Vote, chúng ta vote. Ô, có hai map này thôi hả? Có cứ hao hai map này thôi à? Không có map nào. Thôi map nào chả được. Warehouse nhà kho à? Bê Quý Thành, chuẩn bị Bê Quý Thành này. Không, anh mà chơi. Ôi, thằng nào á, thằng này mình phải trốn. Cái thật sự. Trốn đi. Trốn rồi. Khả năng là team mình đi cùng nhau đi, có gì cứu cho dễ mà bị bắt cũng cho dễ. What the hell? Bắt cho dễ. Uầy, Bơ là con mèo xanh này, nhìn dễ thương đấy. Chạy xa ra. Chị Bơ em tính ngầu ông kia ấy. Quá ngầu luôn. Chị Bơ là con mèo thí nghiệm thì phải. mình có thể trèo lên trên này này. Đâu rồi, anh em đồng đội mình đâu hết rồi.
Đây rồi bạn ơi. Không, bây giờ bãi không. Bãi trưởng sao ba con chui vào cái hộp này? What the hell? Đấy à? Rồi, anh đang trốn trong cái hộp này chứ đấy. Ba con chú gì vậy chị ơi? Có đứa đến tìm rồi kìa. Bốn con mèo đứng trong cái hộp này ạ. À. Đúng rồi, con mèo. Ôi, một bạn đã bị túm rồi. Mình sẽ nhảy xa xa cái chỗ bạn ấy ra một tí là được. Có nên cứu không nhỉ các bạn ơi? Chưa cứu một con, chưa cần cứu. Kệ đi, tìm mình ơi, đi cứu. Chưa rồi. Cần cứu thì chết à? À, nó thấy em rồi. Nó đang đuổi chị nè. Rồi, đây là chỗ được rồi, để em đây, nó định cam nó ở đây mà. Chị luôn. Cô. Đâu, nó bắt chị ông rồi. Nó cam cho chị ông rồi, để nó cam, nó cam đầu này, cứu đầu kia. Ê, được, cứu được nha các bạn. Cứu đi, Bút. Chạy đi, Bút đây. À, ủa? bị nó tiết lộ luôn rồi. Lag rồi. Nó không cam chạy à. Đi. Không cứu được. À, đang cứu thì nó ra, nó túm à. Bị cam rồi, bây giờ phải cách xa nhau ra. Bút. Em cứu được ai hay người đó. Chạy rồi, đi em luôn, ơi, kìa nó túm mình luôn mà. Con đoạn này, cái đó sợ. Đây, béo đâu, ơi, đâu, tôi đâu, ở đâu, đây này, đâu, béo rồi. Ơi. Đây. À, cứu được. Cứu được không? À, chị ốc, anh phải cứu chị ốc rồi. Chạy đi, nhanh lên. Không ai cứu hả? Quán lô. Đây rồi. Rồi, nó lại cứu, nó lại bắt lại chị rồi. Không sao, em thoát rồi, để em quay lại em cứu. Chia ra. Chạy đi béo ơi, trời ơi. Đấy, xuống hầm này. Em trốn giữa cái thùng của anh luôn. Ok, rồi, em cứu rồi. Rồi, con mèo này tuổi con ngăn con mèo này lú như con cú luôn rồi. Rồi, thay cái hộp xuống đây rồi. Còn cái nịt rồi. À, nó coi là ám minh bất động rồi anh em ạ. Rồi, em cứu được cả chị ốc luôn. Yes. Ai đây? Ôi, xếp hẹo rồi. Đây. Ê, thầy cứu em. Rồi luôn, béo hẹo luôn rồi anh em ạ. Chạy. Chạy đi, cứu được rồi, chạy đi. Tản ra, kiểu nó dễ bắt được lắm. Bị lạc. Đây, để em. Khoan đã, nó đang dình, nó túm em rồi. Chạy đi, trời ơi. Đây rồi, còn chạy. Còn cứu được. Ôi, yes, bữa ơi, chị em sống nhân gian rồi. 3 ngày tháng. Anh yes. Cứu còng lưng ra, cứu mấy đứa, cứu liên tục. Sau cuối cùng anh Thành là một người bị túm cuối cùng. Không, quả đấy anh cũng sắp được cứu rồi. Chiếu một vài giây nữa là anh được cứu sống lại rồi. Rồi, trốn trong này luôn. À, có 87 xu vẫn chưa đủ mở một quả trứng nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái map nào đây ta? Map phòng thí nghiệm tiếp đi. Đây, 41 vào kho rồi kìa. Ôi, vãi trưởng chị bơ con mèo màu tím luôn mà. Con mèo huyền thoại ấy. Ui, bơ mua em lại được làm mèo bố. Ui, hôm nay lạc là 2 lần luôn. Nữa hả? Em lại được làm mèo bố. Vậy thôi mọi người ơi. Ôi dài, nhìn những đàn con của mình chạy kìa anh em ơi. Chạy lon ta lon ton cả. Ơ, sao có chú mèo nào đang đứng đây luôn mà. Vẫn đứng im bất động luôn mà. Ảo thật đấy. À, chắc có là hai mình con nên mèo trốn ứng đi thôi. Đây rồi, mở cửa ra. Ghé thăm căn phòng, cái này là cái kỹ năng gì nhỉ? À, ghé thăm căn phòng chúng ta sẽ có một bất ngờ. Và không biết đấy phòng là nào. Là kỹ năng gì hả các bạn ơi? Nãy mình thấy có một con mèo trốn ở đây. Trốn à, trốn kỹ ta. Mình trốn ngay trước mặt mà bảo trốn kỹ. Chị ơi. Chị đang là trốn kỹ ta đây, nó là câu hỏi tụt từ đó. Đây chạy thôi, chạy. Tiếp tục một đứa nữa. Ờ, chị ông ơi cứu em. Đâu, em đâu? Em ở trên cao cơ. Trời ơi, hết cứu. Hết cứu rồi. Nói một câu thật vô nghĩa. Hết cứu rồi. Đúng rồi, hết cứu rồi. Rồi, ví dụ mình gần nhau đi thì nói vậy đi. Đây. Bèo đã bèo. Để em phát tiếng động. Ôi, đây. Ui, tất bên kia cơ à. chạy thôi. Đông nhờ. Chạy à chị ốc ơi, à chị bơ ơi. Sao chị chạy vào mồm mềm bên này. Chạy vào mồm mềm. Cười thật. Đây rồi. Khó lắm. Tạm biệt nhá. Khó thì lo cái khôn. Bắt được thêm một đứa nữa. Ôi, hình như chị ốc, à chị bơ đang được cứu hả? Ai cứu chị bơ đây? Này thì đây, lu công cu. Ui giời, rất là nhiều mèo luôn.
toàn những mèo đáng yêu cute hột mè thôi. Tiếp tục, tiếp tục. Mình lặng lẽ mình ăn su để mình mở skin mới. Mục đích của mình là mở skin các bạn ạ. Thôi luôn mình à, giải cứu được một đứa chân rồi. Lặng lẽ. Ôi chết rồi. Một căn phòng toàn su. Ui ôi, sướng ghê luôn á. Con mèo này, ai cho cứu, ai cho cứu. Ui, chị ăn một phát mấy chục xu luôn mà các em ơi. Cứu tôi với bạn ơi, đúng rồi, cứu tôi. Anh đấy, cứu tôi. Anh cứu tôi. Chạy đi. Cứu tôi à? Đâu, tôi là ai? Ai là tôi? Này đi cứu tôi, bắt cả hai luôn. Ôi không. Ôi giời ơi. Hô to thế em, hô thế. Hô à, hô à. Đây, chia ra, chia ra, kiểu gì kiếm được. Đây, chia ra. Chia chia ra đầu ba đầu đấy đúng không? Chị đang muốn lấy xu mà. Chị ơi, có một con mèo nó to. Ui, nó có một cái phòng to luôn, toàn là xu bên trong. Yes, sao không chạy được nhanh như nhở? Em bắt được hết tất cả luôn nhân. Hay. Hay đấy. Được của nó đấy. Thôi anh em ơi, ngày hôm nay mình đã trở thành chú mèo bố và đã bắt được hết tất cả các đàn con định có ý định này, bỏ nhà ra đi chơi à, bắt hết luôn. Rồi, anh chuồn chuồn đây. Rồi, thôi các bạn ơi, các bạn thấy video này hay các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xin quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Mình chưa kịp mở skin mới nữa.